chung cho chị em biết như vậy thôi. Đó, dạ. Mỹ nó đổ ra, đổ ra. Tham gia lúc nào? Bà mới đó mà bà thoát hơi ra cái đám dứa của tôi, phải chạy tuốt rồi đắng Mỹ đổ ha. Chạy bò bò ăn lũi lên nhà tôi bữa ban đêm nhớ không? Nè, cái bùi dứa ở sao hè nó cao lắm. Mà sao hồi đi á, thì mình hồi xuống á, thì mình trèo á thì nó đâm mình muốn chết vậy đó ha. Cái xuống mé mới dòm coi nghe cái tàu nó vô nó xịt xịt mà nước cạn lắm. Ê, nghe xịt xịt mà không biết nó làm cái thơ thứ gì đây mà nó sụt xịt đây. Bà du kích thì nó nằm ở trong nhà bác Hai Hiền cái bên á. Cái tôi mới đi xuống tôi coi. Xuống tôi coi tôi thấy nó đậu nó cấu nó lậu cái thục hết ở dưới nằm non mình lậu lên. Còn có cái lồng lạch không à. Lội ục ục mà cái tôi đi ra rồi mà tôi bay trên ngọn dứa vậy nào, tôi bay một cái sọc qua nhà ông Hai Hiền luôn. Qua nhà ông Hai Hiền cái tôi nói cái Từ Sơn ở dưới cứ ở dưới cái hầm nó mới lên. Nó hỏi chứ gì bà chạy đâu à? Bác Hai Hiền mới sợ lắm mà nó. Sao kìa? Mà cứ giả giấu không mà bà không có dám nói gì giáo á. Mà tôi đi lên đó rồi á, tôi không có dám đi về, tôi nói tôi sợ với bà xí nó lên bộ nó nằm ở dưới kia. Dụ nó mình đi ra lang thang ra nó bắn mình chết. Tôi lủi vô bác Hai tôi nằm luôn, tôi ngủ luôn. Cái lát cái mấy thằng ở dưới cứ nó lên. Lên cứ hỏi bà chạy đâu rồi? Vậy bà chạy đâu rồi? Nói, bà không dám nói mà cứ kìa. Bây giờ giấu kia kia không à. Cái ở hết đêm. Ở đêm mà tao nói tôi thất cười, tôi nói trời đất ơi sao bận đi mình đi vô sao mình lội vậy, nó đau muốn chết, tới chừng về mình bay trên ngọn dứa mình đi sao mà nó cái dèo luôn nha, bay vô, không biết bay kiểu gì không biết nha. Đi qua à, đi qua cái còn cái vụ mà nó đi tàu nhà binh mà nó đi vô nó đổ vô nhà tôi ha, nó đổ thì lính thì nằm ở trên nóc chẳng xê, còn ban hậu cần thằng quân ở tiểu đoàn 6 thằng gì út đèo đó ha, cái nó nằm ở dưới hàng á, bà nội nó, cái tụi tôi dưới này có ông ba nữa, có ông ba chất đốt nữa, cái tôi hai ba ngày rồi tôi nói giờ nó nghẹn rồi, ở dưới thì nó nghẹt, ở dưới ở trên này thì bà hai hạp với bà sáu cứ đem bánh đồ gửi xuống cho nó ăn, phải đem nhắc vô cho nó ăn, ăn rồi phải đi hút cước nó đổ nữa, cái đã đời cái tôi nói thôi bây giờ không được, hai người ho quá thì không có được, lính thì nằm trên chắn xe. Còn hắn ở dưới, hai người ở dưới. Tôi nói thôi giờ không được. Bây giờ tối nay đi xuống đi. Đi phía này đi ra đi. Tôi đưa cái áo bà tôi với cái nón cấu ấy. Có cái nón cấu trắng này nè. Cái em đậu xuống. Đậu xuống xuồng á, tôi nói đậu xuống xuồng ngồi đi. Tôi bơi đi. Lính thì nó nằm bên cái mương đây. Lính nằm bên đó. Tôi bơi tôi nói mấy anh ơi làm ơn á là điên xuống dưới kia giùm tôi cái nghe không? Chứ không là sáng mất công đi đám ma tôi à. Tôi em tôi nó bệnh rồi đi lên bệnh viện, giờ đi phải đi sớm vậy chứ đi trễ là vô cửa không có được, làm ơn điện dài xuống dưới giùm cái nha. Tôi đi tôi ống vậy, cái đâm qua bên sông, đâm bên sông đưa cho ông ba chất đốt, ông lên trên bờ trên mé đó, ông lậu lên, còn tôi bơi đâu có dám bơi về, bơi thẳng xuống dưới kia luôn, xuống dưới đình Phục Đức luôn, gần hồi gần sáng rồi mới trở về vậy đó. Trời đất ơi, mà về cái tụi em nó nói chết bà rồi. Kỳ đó không phải thằng em. Thầy đó là ông Tư Sơn. Không phải Tư Sơn, thằng gì quên nè. Mộc. Mộc. Về nó nói chết chị, cho chị ở tù. Tụi nó còn khỉ ở tù. Nó xã đội. Xã đội à. Cái gì vậy? Rồi cái nó đi ra, thằng Quý Đèo nó đi ra rồi cái gì? Tưởng sao nó ra nó cũng chiêu hầu, nó dí tôi chạy thấy mụ nổ luôn. Sao đúng rồi, chạy đó. Tôi chạy trời đất ơi, tôi chạy bất biết luôn, chạy mấy đứa em tôi ở nhà anh thấy lính vô tới, tôi vừa có gian xuồng tôi xuống dưới xuồng tôi đi ra tới chừng 200 thước chứ gì, cái là nó vô tới nó hỏi chị bà đâu à, nhỏ em thứ tư tôi á, bà rung luôn, bà niêm nồi canh mà bà niêm không được luôn á, bà nói tôi rung tới tê luôn, mà mình đi xuồng chứ phải đi bộ thì dính rồi đi ra đó, mà lúc đó thì mình công tác mệt. Đó, giờ cứ đi rồi ở tòa năm 68 cái đi đấu tranh dân quân giận ở Bình Chánh, cái bị bắt có hai đứa thôi à, đi ba đứa mà không mời của mình tôi, cái khúc cái tôi hỏi chứ tới đâu vậy anh, tôi giả đồ điên, tôi hỏi tới đâu vậy chứ tôi biết nó vô Bình Chánh rồi, cái dắt tôi đi ngay cửa Bình Chánh luôn, vô Bình Chánh lát chưa cái gặp bà khỉ vô nữa, nó bắt bà nữa. Ai tội nghiệp bà năm lầu,
Bà nói thôi giờ để tao đem cái giấy, bà tôi mới nói thôi cô dì Năm, cô Năm làm ơn đem giùm cái giấy xuống cho con bà giùm với chứng minh á. Xuống nó chửi bà quá trời, nó mắng bà mấy bà mưu sĩ, nó mưu thửng này kia nọ, mà bà nó trời, con cháu ở sát bên nó đi nó quên cái giấy chứng minh là tôi phải đem xuống giùm cho nó, chứ mưu sĩ cái gì, tôi có biết mưu sĩ là cái gì. Trời, tôi nghiệp mắng bà. Cái em bỏ tù tôi hết 6 tháng, cái năm 69 năm sẽ về, cái năm 68, cái năm 69 cái mấy anh mới nói thôi giờ chị đi học đi, lên cho lên bà Thu học hết 1 tháng phụ nữ, cái lên học 1 tháng đi về. Về cái bị thằng này nó chiêu hầu ra, cái nó dí tôi trả thuốc luôn. Rồi tôi nói với Tư Sơn, tôi nói thôi Tư ơi, bây giờ tôi ở đây không làm ăn cái gì được hết á, mà có ngày vô tù nữa. Cái nói thôi giờ để tôi đi lên thành phố đi, rồi có gì anh cứ thơ từ xuống tôi lên tôi về đó. Rồi chạy tới chạy lui ở tù hoài, ba chập luôn 2 năm trời ở tù. Ở tù thục ló, thục ló thằng Đèo là cũng hơn mấy tháng mà nó không có gặp tôi, nó không có đấu chiếu mặt tôi, tại vì đi họp chi bộ thì có nó, rồi có năm nhỏ rồi mấy anh đó đó họp đủ mặt nha, ban chi bộ nữa. Trời ơi, vô chắc nó móc trứng non tôi ra, rồi không có gặp, thấy gặp là tiêu rồi. Chiêu hồi cha hai ta cha gia cha chiêu hồi đó, giờ cha cũng quốc tôi hết 1 năm ở Thủ Đức, thì đi về mới có 1 tháng rưỡi Hòa Bình đó, về mất 1 tháng rưỡi. Ừ, cha chưa hai tang bà đâu. Thì lúc đó đi công tác ở dưới Bến Tre, đi xuống đi lên, rồi thơ từ gửi đưa cho bà, rồi bà đi, bà đem bà đưa cho công an hết giáo, công an quận 9 hết giáo, bắt quanh luôn, thấy bà nội, quanh thấy mụ nội luôn. Những người mà chiêu hồi sau này thì còn không? Chết rồi. Chết rồi, chết hết rồi, đi hết rồi. Đi hết. Không, nhưng mà tôi nhớ cái này nó chỉ tôi đèo. Thằng Đèo cái lúc mà nó ra chiêu hồi, tôi nhớ bữa mùng mấy Tết? Bữa mùng 1 Tết. Mùng 2 Tết. Mùng 2, 3 Tết. Mùng 2. Mùng 2 bữa đi bán gà mùng 3 đó. Mùng 2. Là tại vì biết sao không? Đúng ra là cái năm tôi á, thì giờ cũng như là nếu mà nói chị em kể thì kể lúc nào đó tôi cũng tham gia cách mạng năm 66, nhưng mà lúc đó mình cũng còn nhỏ thôi, chỉ là cơ sở mặt thôi. Thời điểm lúc đó là làm cho anh bí thư của chi bộ là anh Ba ốm, thời gian sau anh Ba ốm đi sinh rồi mới tới anh Tư Sơn. Nó thì cũng là cơ sở của cách mạng thôi. Rồi lúc đó là Hai Thanh rồi Út Đèo với anh Tư Sơn về mới lúc đó ở ngoài vùng trắng, sau đó giờ cuối cùng mới về trong ấp là mới xin đào hầm, tức là vô nhà đào làm cái hầm ở trong nhà luôn, tức là vừa hầm ở dưới ở trên nhà làm chẳng xê. Thì theo tôi biết là cái cơ sở hồi trước mà nếu mà làm đào hầm mà nuôi cán bộ là cái khu vực ở chỗ tôi ở hiện giờ là nhà của gần nhà chị này có, nhà của bà kia có là mấy cái hầm đựng, theo tôi biết là có mấy cái hầm đựng anh em ở. Trong đó là cái hầm nhà tôi, thì thằng Út Đèo mà nãy nói ra chiêu hồi đó là nó ở nhà tôi nè. Bí thư chi bộ xã là anh Tư Sơn ở nè. Rồi hồi trước là có cái ông Hai Thanh gì mà hồi xưa ở với quân khu về đó, mà ông đó thì cũng làm lớn lắm đó. Hai Thật không ở, nhưng Hai Thật vẫn biết đi qua lại. Tại cái bữa mà ở nhà của bà Năm á, ông ở dưới hầm của bà Năm lầu á, lính á thì nó ở trên, anh Hai thì anh ở dưới, có ông mình mà bà Năm á thì già, bà tu. Bà tu thì bữa nào bà cũng đưa cơm xuống cho ổng ăn hết, nhưng mà không có lên được ở trên là vì thế lính á, nó tụi nghĩa quân á, biệt động quân á, nó đóng là ở trên nhà của bà. Còn bên tôi á thì tại vì nó cách cái bến, nó cách một cái bến mà cái bờ lội không vô được, thì ở đằng sau nhà của ông Hai. Thì ở bên đây á, thì bên đây vẫn ở bình thường không có gì hết, vẫn ở trên, nhưng mà canh nếu nó xuống thì xuống hầm, còn nếu nó ở bển thì thôi. Cái bữa đó đâu chiều đâu 3-4 giờ chiều vậy đó, 5 giờ chiều thì nó ở đó, vợ con đông lắm. Giờ cái giác chiều nó chuẩn bị nó đi đi kích, đi ra ngoài dẫn lính đi ra ngoài mờ đê rồi đó, đi kích, vợ con thì ở nhà. Bữa đó không, anh Hai Thật bây giờ ổng còn sống không tôi quên nha. Chết rồi. Nghe nó không chết rồi. Anh Hai chơi đó, ông Hai Thật á, ổng mới đội cái nón, ổng đội cái thúng, ổng bưng cái thúng ổng lên, ổng đi lên, ổng đi. Má của thằng Hai Lé vậy là bà Hai Điểu đó, bà đang đứng bà đốt nhang xá xá vậy.
bà thấy ông này bà nói thiếu điều bà đái trong quần, vợ lính thì ở nhà, mà đó ông lậu qua bến nhà tôi, cái ông lậu lên, cái tôi mới chết rồi. Anh hai, anh nói anh ở bển giờ ngọt quá, anh ở không nổi, anh tính qua bên đây. Cái tôi nói không được, bên đây giờ tới ba người, mà cái hầm mà hai ba người rồi giờ đồ đạc chất nữa, đâu phải hầm không mà giờ anh ở nữa, sao ở nổi anh hai, không được, anh không ăn lên khúc trên rồi bắt đầu ổng mới bưng cái thúng lậu xuống sông, lậu lên nhà bà Mười Thàng. Đúng là đó, nhà bà Mười Thàng cũng có cái hầm, cái hầm của ông Hai Trơn ở thường đâu đó là anh Hai Trơn mới, anh Hai Thật đó, Hai Trơn Hai Thật là ổng đó mới lên trên cái nói thật người ta không biết cái hầm của bà Mười Lắm ở. Còn cái hầm dưới này chỉ còn anh Tư Sơn với Út Đèo thôi, là lúc Hai Thanh ổng về Ba Thu rồi, không còn ở đây nữa. Cái bắt đầu cái bữa mùng mấy Tết đó là Hai Thanh ông Út Đèo nó mới ra Chu Hồi, mà nó đi hồi giấc 5 giờ sáng. À, tại vì má tôi đi bán gà mà ở nhà có hai anh em hả. À, rồi nằm ngủ ở đó rồi tới chừng sáng 5 giờ tối ngay ảnh có báo, ảnh nói là nói với anh Tư Sơn á, là bữa nay là ảnh được mời về trên họp, là tại vì lúc đó thằng vậy là ảnh bị về mời đi kiểm điểm. Ấy về Ba Thu đi kiểm điểm. Cho nên là anh Tư mới nói là Đèo nó về chở nó họp. Không ngờ là cái bữa đó ổng ra Chu Hồi hẹn với chị Chín Muốn á, là mới lên cho chị Chín Muốn chở đi. Có bà Hai à? Hả? Có bà Hiến nữa. Bà Hiến có Giang đi bán gà. Đó, rồi á thông á bắt đầu mấy thằng Đèo á nó mới lên trên nhà của trên chỗ bà Hiến á, bà Chín Muốn á, là chở cho nó đi, mà nó chở vòng từ đây chở vòng ra chợ Điệm. Thì lúc đó tụi gì mà nó đóng ngay chỗ cái rừng hàng keo ngay chỗ cái cua chợ Điệm Địa Phương Quân, Địa Phương Quân. Vô tới đó xong cái nó bắt bà Chính Muốn phải quẹo vô đó là nó Chiêu Hồi đi. Xong cái đâu mới vừa đâu vừa sáng một chút, má tôi đi chợ chưa về. Cái bắt đầu người ta đồn quá, người ta nói trời ơi bãi ơi chết rồi, Đèo nó ra nó Chiêu Hồi rồi. Cái tôi mới nói hầu chết mẹ rồi, nãy ở đây có hai ông à, ổng đi giờ anh Tư Sơn còn ở đây giờ làm sao mà sáng giờ làm sao đi. Cái tôi mới nói anh Tư ơi hầu chết rồi, thằng Chiêu Hồi rồi sao giờ, giờ sao anh Tư tính làm sao. Cái ảnh mới nói thôi để chờ má về, tại má tôi đi bán gà ngoài chợ Điểm á. Cái ảnh mới nói thôi để chờ má về coi, hồi đó kêu má tôi mát mà, chờ má về coi tin tức coi chắc ăn hôm cái đã. Cái xong tới chừng má tôi bà đi bán về đâu chắc cũng chắc đó 8 giờ bà về, bà thấy ông Tư Sơn còn nhờ nó trời ơi trời chết rồi Sơn ơi, trời ơi thằng Đèo nó ra Chu Hồi sao mà giờ này còn ở đây. Cái tôi lúc đó tôi mới điếng hồn rồi, tôi nói không chết rồi giờ sao anh Tư. Thôi bây giờ anh cứ lấy ba cái tài liệu nào quan trọng đó thì anh lấy theo, hoặc là giấu ở đâu đi, chứ còn hầm thì cứ để nguyên vậy đi. Nó có dẫn về thì còn hầm không, chứ giờ anh ở đây thì thứ nhất là trái nhà, thứ hai là chết mẹ hết, không còn thằng nào hết. Thế ban đầu mới lấy ba cái tài liệu gì không biết bỏ vô thùng đại liên, ảnh mới lội ra cái giường của bà tổng á, vô trong đó ổng giấu đâu á không biết. Tôi phải bơi cái xuồng xuống, xuồng tôi phải bơi mà thiệt phải nói là bạo gan á, thiệt 8-9 giờ sáng rồi hỏi chị chứ nó vô bất tử ông nội cha cũng chết. Bơi đó mà đưa xéo qua cái nhà của ông Hai Lé giờ đó chị ba mà có cây me rồi đó nè. Bạo gan mà ảnh leo xuống xuồng mà bơi đưa ổng qua tới đó, mà ổng vừa leo lên bờ dầu là mới nhẹ mình, chứ không là bơi giữa sông mà sợ thấy bà của nội nó mà vô tới thì bà nội hè tôi với ổng chết hết đâu còn. Dầu đưa ổng được đi hết xong rồi, nhưng mà chết được liệt sĩ đúng không, phải chết đó được liệt sĩ à. Thế xong cái nó không, nó dẫn về mà nó không ghé ai hết, là bữa đó là ở nhà không ghé, nó về nó dẫn con vợ nó đi theo, dẫn vợ nhỏ nó đi theo, là dẫn bà Ba Liên đi đó. Dẫn bà Ba Liên đi xong rồi cái bắt đầu thời gian sau cái về tôi thấy không kham, thấy chị Tư rồi này kia, tôi mới nói thôi không được anh Tư ơi, cái kiểu này ở này vô nó bắt nó ra nó Chiêu Hồi nhà có hầm rồi làm sao, tính bỏ vô cứ luôn rồi. Ảnh nói không được em ở nhà, bộ đi thoát ly đi đây là làm cách mạng, ở nhà không làm cách mạng sao, thôi bây giờ em qua bên chị Tư đi, tại có bà chị ở bên Tân Túc, thôi em qua bển em né anh thời gian ít ngày đi rồi coi tình hình nó ổn hả trở về. Cái mà anh mới nói nhất định không cho vô mà, không cho đi mà, không cho đi. Cái tôi mới nói, cái bà mới nói chứ giờ mày không cho nó đi, nó ở đây giờ nó bị bắt, nó quýnh nó chịu sao nổi, nó khai bậy bà còn chết nữa. Anh mới nói không được bà ơi, thôi không được, đâu phải nó đi giờ bây giờ ai cũng thoát ly đi hết. Vào cái cơ sở đây nè, nắm được tình hình ở đây, ai nắm, ai là nắm được tình hình để mà báo cho anh em ban đêm ban hôm để đi vô, không được. Cuối cùng cái tôi thấy không ổn, cái thôi đi, mới chạy qua bà chị ở bên Tân Túc cũng thời gian xong đó, tới 10 ngày sau
Cái tôi mới nói thôi bây giờ vậy con chưa đi nha, thôi giờ con với ba. Cái hầm ba ông nói thôi để là tối đêm đó không có ai gì hết, tức là nó không dẫn về, mới đem xuồng chở nào là giải mai cờ này kia nọ đem về hết, rồi chở ra để cái hầm không à. Cái ba tôi nói thôi vậy mình đem đồ kiểu xuống mình để dưới đi. Cái tôi nói không được, ba đem đồ kiểu và để cho nó cuốn trái lựu đạn không còn cái nào hết, không được. Thôi con với ba lên ruộng đi đốn một ghe bạc dừa. Tôi nhớ tôi chèo ghe lên nắng trơm á, đốn một ghe mà nhớ 35 giỏ lúa đó, mà chở đầy nhóc ghe bạc dừa mà ton xuống cái hầm á. Ton xuống hầm xong rồi đào đâu chắc chừng 2 cần xé đất thôi, mới chám lại cái miệng. Hồi đó tôi nhớ cái miệng chỉ có 2 tấm gạch, 2 tấc thôi, là để làm cái nắp thôi. Thì đầy cái hầm xong rồi đậy lại cái nắp thì cũng bít vào đất không đâu có gì. Cái 10 ngày sau cái nó dẫn về, thằng đèo dẫn về, là lúc đó tôi không có nhà, còn có mình ba với má nhà. Cái ba tôi dắt chưa, ông nằm xéo giỏng nhà dưới, ông văng mùng ngủ, ông văng giỏng không ngủ. Nó vô cái nó kia nó khều ông. Ông ba. À, ông mở mắt ra cái thôi. Sơn đâu vậy ông? Mày đi nó cũng đi chứ ở đây nó chết hay chi? Ba tôi cũng nói vậy, mày đi nó cũng đi. Chứ mày à, nó ở đây nó chết sao? Xong cái thằng tôi còn nhớ thằng Thiếu Quý Linh á. Cái nó vô nó đại quý Thiếu Quý. Linh gì của Bình Chánh á, của Băng Hai á. Băng Hai đúng rồi. Ừ, của Băng Hai Bình Chánh á. Cái nó mới nói, nó kêu ba tôi lên cái hầm, hầm đâu ông? Cái ổng mới chỉ hầm trong đó đó. Rồi nó vô nó dở nắp đâu còn gì nữa. À, dở lên này thì dám làm dám chịu đâu, đâu có cháu nữa. Dở lên, dở 2 tấm gạch lên thiệt thì đất không rồi. Tại vì tôi toan bạch dừa ở dưới với rơm với tôi độn với chỉ có 2 người xé đất thôi. Nói xong cái nó dở nó hỏi ông còn cái hầm nhỏ nữa đâu. Ổng mới chỉ hầm nhỏ kia hỏi thằng Đèo á. Cái bắt đầu giam mới giảng đạo ổng. Ông thấy ông làm hầm cho Việt Cộng ở vậy ông có lợi không? Ông nói không tôi biết. Tại vì mấy chú nói vậy chứ đúng là nuôi cho làm hầm ở đâu lợi lộc gì. Nhưng mà giờ mấy ông nghĩ đi. Dùng giải phóng cũng không phải là dùng giải phóng. Mà giờ mấy ông ban ngày thì có mấy ông, ban đêm mấy ông không có đây, Việt Cộng vô ông biểu tôi làm. Mà tôi không làm cắt cổ tôi mấy ông có đây không? Thì giờ buộc lòng nó biểu tôi phải làm. Thì đó nó làm, nó giờ muốn hỏi hầm nhỏ, hỏi nó, hỏi anh Đèo á. Ba tôi đó ông cũng cứng lắm, ông cũng, ba tôi ông cũng cứng lắm. Cái tôi mới nói trời ơi trời. Cái nó cùi ông hết 2 cùi à, nhớ đại quý Linh nó giọng không có 2 giọng cái bộ. Cái nó giảng đạo là chứa Việt Cộng không có lợi lộc á. Tôi biết chứa Việt Cộng lợi lộc vậy. Nhưng mà giờ á bắt buộc tình thế tôi phải làm thôi. Chứ bây giờ ban ngày á thì mấy ông có ở đây, mấy ông bao che cho dân. Còn bây giờ á ban đêm mấy ông không có ở đây, vợ giờ á Việt Cộng dễ biểu tôi làm này làm kia, tôi không làm cắt cổ tôi sao? Buộc lòng tôi phải làm chứ, giờ theo mấy ông cũng vậy thôi. Rồi cuối cùng nó vô nó không lấy được cái gì trong nhà tôi hết thì thôi nó mới đi, nó không ấy nữa. Là lúc đó tôi đã không có ở nhà. Xong rồi cái nghe về tới chừng sau đó thì nghe ba tôi ổng nói là nó đi nó bắt tùm lum thành thử. Tôi nói khổ nổi có một cái là dân á hồi đó làm á thì nuôi cách mạng thiệt nuôi, nhưng mà bây giờ tôi nói thiệt có một số người á nó giờ như số nhà mà đào hầm bây giờ có ai công nhận đâu, nói thẳng là không ai công nhận hết. Là đó, mà bây giờ nếu làm ra thì cái người biết á, thì không chịu mà đòi cái người đó còn sống mà cái chết người mày. Hầm à, cái người ở hầm á xác nhận mới được mà nó chết mẹ nó hết rồi còn đâu nữa mà đòi cái người ở hầm mà làm xác nhận. Nhưng mà cái hầm tôi hồi đó nè, ông hay thật không ở nhưng ông biết tại vì ông có qua đó rồi, nhưng mà tôi không cho ở tại vì nó đông quá ngộp thở sao chịu nổi. Làng Đèo ở nè, Tư Sơn ở nè, Hai Thanh ở nè. Thậm chí mà mấy ông đó ở mà thậm chí mấy bộ đội á, du kích đồ này kia chửi. Mẹ nuôi cán bộ không à. Hỏi chứ bây giờ anh em ở thì những người thì cũng phải có người lớn người nhỏ. Thì giờ người ta về người ta ở thì nhỏ thì mấy ông này hơi lấp chóc. Có thời gian đi ra đi vô đã rồi cái cuối cùng á, lúc đó thằng Đèo nó ra nó chiêu hồi rồi. Xong cái thời gian đó tôi bị thằng Tư con của đi lính của sáu dở thằng Tư thằng nhỏ nhỏ nó đã chiều hồi bữa bắt tôi với chị Tư Thương, nó bắt tôi là đi sắm mơi đó là tôi với má tôi đi ra chợ dắt chiều chứ anh Ba Điệp mới gửi là mua bia với mua thịt bò về đặng ăn liên quan gì không biết, mua mấy ký thịt bò để nhà chiều đi ra chợ đó là đặng đi chở bia về đó đi ra tới bên đò bị bắt. Tôi với má tôi bị bắt rồi. Xong rồi bị bắt rồi cái nó kêu lên ngay chỗ bến đò nó giữ rồi đó. Chứ nó không nói bắt gì hết á. Xong cái nó kéo nhau đi vô nhà.
nó lục trong nhà tôi, mà lúc đó tôi may đồ, tôi cắt nguyên cả 5-6 cái áo của bộ đội cắt để đó chưa may. Cái ba tôi cũng nói trời đất quỷ thần, à lúc đó có thằng đẹp nó xuống, nó nhờ nó may giùm cái quần của ai á, là ở trên ấp 2 của lính, nó không may được nó mới xuống nhà tôi nó may. Mà tôi với má tôi thì đi chợ, có mình ba tôi ở nhà, mà nó tướng ra con đẹp lúc đó nó cũng lẹ, nó cũng lành, nó xuống nhà tôi nó may, nó ngồi nó may cái quần. Xong cái bắt đầu lính đâu ở sao không đi tới đi, mà không hay. Cái ba tôi mới đi vòng ở sao mé bên nhà ông bãi đi ra cái làm sao vô, cái mới thấy ông vô, ông thấy lính tới, nó vô nó đẹp ơi lính tới. Không biết là nó có xuống nhà tôi đâu mà nó biết cái buồn cái gì. Thì tôi đang nấu cái nồi cơm bỏ đó rồi tôi đi. Thấy vô không biết nó nhét cái bộ đồ đâu không biết nữa, cũng hay. Nhét xong cái bắt đầu lính cửa sao ông đi tới, là thằng Ti gì mà trưởng ấp hồi xưa đó. À mà thằng Ti á, nó vô cái thấy thằng đẹp nó hỏi đi đâu đây vậy. Cái nó nói đi xuống thăm dì bãi chơi mà thấy dì bãi, bả đang nấu nồi cơm, bả đi chợ rồi xuống xới giùm bả nồi cơm. Cái nó vô nó mở tủ mình chứ. Nó mở tủ thấy mấy ký thịt bò để trong cái tủ á. Cái nó hỏi chứ làm gì mua thịt bò nhiều vậy? Mà bà đẹp có biết con mẹ gì? Thì bả cũng nói đại hả, vì sao trên nhà ba tôi không nghe à? Hay nghe hay sao không biết nữa, nó mới nói bà cô dì bãi bà ba mua thịt bò vậy mai đám dỗ. Thì nói mẹ nói vậy thôi. Cái tới chừng lên hỏi ba tôi chứ ông làm gì ông mua thịt bò nhiều vậy? Cái ông nói mai đám dỗ cúng cơm bác hai tụi nhỏ đó, rồi bả đi mua về bả để đó, rồi mai đám dỗ. Cái đám dỗ ông có xin phép không? Mà hồi xưa có cái màn hãy đám dỗ rồi phải xin phép. Cái ông mới nói, ba tôi mới nói nha, thì tính cũng cúng sơ sơ rồi mai rồi hãy xin. Rồi cái cuối cùng ra ngoài vô cái nó mở, nó kêu ba tôi mở tủ. Mở tủ ra cái ba tôi không thấy đồ tôi cắt, tôi bó cái áo với cái quần tôi lạm lọn. Cái áo cái tôi lạm lọn, cái quần tôi lạm lọn, tôi để trong cái tủ á. Cái lúc đó ông thấy ông quýnh rồi, cái ông hốt cái dù cháy sáng mà hồi xưa Mỹ nó bỏ dù cháy sáng mà cái dù bự lắm. Ông hốt quăng ra ngoài dán. Cái ông nói đó, mấy ông cứ coi đi trong tủ đó, coi gì đó cứ kiểm đi. Cái ông coi ra ông thấy đồ tôi cắt. Cái nó lấy xong cái nó hỏi chứ, cái ông nói thôi bác đóng tủ lại đi. Nó nói giờ mấy ông kiểm có gì không? Nó nói thôi không có đó, mà bác coi lại nha. Để lát nữa lính anh em tôi đi và bác nói mất đồ của bác. Cái ba tôi nói thì lính mấy chú tốt phải không lấy đồ tôi, thôi tôi đâu nói bậy đâu. Rồi xong cái tối đêm đó ra ngoài bị bắt mẹ giờ chụp cái lát nó vô cái bắt chị Tư Thương. Bà nội tôi xách cái tụng đồ ra vậy nè, cái đi ra lên xe ngồi cái bà lợi tán cho mình bạc tay. Tá quả tâm linh. Ở đâu xách đồ bà nội? Biết cái thân ở tù xách đồ theo chứ đi đâu mày. Leo lên xe ngồi bà tán. À thì lúc đó là vô bắt tôi trước ở ngoài bến đò. Vô nhà chị Tư bị bắt mà lúc đó là nó gọi điện với nhau là ở nhà trong cứ là anh Ba Điệp biết. Với ông Sáu Vợ biết. Với ông Bảy Sơn đồ biết là giàu chị Bảy với lại chị Tư Thương bị bắt rồi. Cái hỏi sao mày biết? Nói nãy mở máy nghe nói là bắt bà Bãi là lấy đồ mai, nó nói là lấy đồ mai, còn bắt chị Tư Thương là lấy thuốc tây với pin. À, cuối cùng thì không có thằng nào lấy được cái gì hết á, không có lấy được cái gì hết trơn á. Rồi tôi là hên ba ông nói trời ơi mày cắt mày bỏ mình, mà mình nghĩ là dắt chiều rồi, lính nó không có đi nữa cho nên mới để vậy. Không ngờ ra ngoài bị bắt rồi nó mới làm vậy. Cuối cùng là thôi vô Bình Chánh, lên Bình Chánh ở đâu cũng hết chắc cũng cả tuần lễ. Rồi tôi có bà cô á, bà cháu bà đi lính á, cái bà quen bà chửi thằng kia, bà nói mẹ bà mày nó làm gì, nó ở nhà không làm gì, thím chính mày có mình nó ở nhà, mày bắt nó ở nhà ai cơm nước rồi cho ổng mà. Cái bà chửi nó sao cuối cùng là thằng Lành á, mười Lành giờ đó là cậu của thằng Giang á, cuối cùng là nhốt tôi đông tuần lễ thả tôi về. Còn chị Tư Thương thì không biết kỳ đó bà nó đưa chị đi đâu không biết. Nuôi gần cả năm trời ở hầm nhà tôi ba người mà ở cả năm trời cơm nước mình lo, mà nói thẳng ở nhà tôi thì sướng thiệt. Có một cái là nó không có thuận đường lính đi, nó lội cái cầu không ai thèm bắt, mà cái bờ lỡ cũng không ai thèm đắp. Kệ mày, mày có lội xuống thì mày lội, hễ thấy nó dòm dòm nó lội xuống lại đây xuống hầm. Hồi đó nhớ có ông Hai Thành, sáng nào ông dậy sớm ông ngồi ở sau vách nhà ông dòm nhà bà Hai, tại vì ở nhà với bà Hai với tôi liên kết nhau.